Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vừa qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vừa qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn Thầy sẽ ăn lễ vừa qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi vào đền thánh, và các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vừa qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, người khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, nói đến Kitô giáo, nói đến Do Thái giáo là nói đến đạo, mà đạo đó là đạo của lời. Lời đó được viết trong sách. Chính vì vậy mà chúng ta thấy ông Môi-se khi ông mừng lễ vừa qua, ông đã nhắc lại cái giao ước mà chính ông đại diện Do Thái lên núi Sinai và ký kết với Thiên Chúa ở trên đó. Ông đã sai người ta làm một cái bàn thờ và đặt 12 trụ đá tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Và của lễ bây giờ là chiên, là bò tinh tuyền. Giết chiên, giết bò, lấy máu rưới lên bàn thờ. Và ông đã đọc lời của Chúa. Lời Chúa đây là ông nhắc cho dân Israel về 10 lời, hay còn gọi là 10 giới răn, luật của Chúa, lời của Chúa. Và chúng ta thấy toàn dân đồng thanh đáp như thế nào: mọi lời Đức Chúa phán chúng tôi sẽ thi hành. Và sau đó chúng ta thấy ông rảy nước lên, rảy máu lên trên dân. Máu trước đó rảy ở trên bàn đá tượng trưng cho sự sống của Thiên Chúa. Thiên Chúa cam kết với dân của Ngài, mà cụ thể là qua lời của Chúa là 10 giới răn. Và dân đáp lại và cam kết với Chúa: chúng tôi giữ đó bằng gì? Bằng máu của chúng tôi. Máu đó là sự sống. Thiên Chúa cam kết bằng sự sống của Ngài là Ngài sẽ thông truyền sự sống của Thiên Chúa cho dân. Và dân đáp lại bằng cách giữ 10 điều răn để nói lên cái tâm hồn của mình dành cho Thiên Chúa. Và chúng ta thấy hai bên cam kết với nhau. Và ở thư Do Thái, tác giả đã diễn tả cái giao ước đó, mà bây giờ không còn qua Môi-se nữa, mà qua Đức Kitô, vị Thượng Tế đem lại phúc lộc cho thế giới tương lai.
Đức Kitô là Môi-se mới. Và chúng ta thấy tin mừng Marco diễn tả trong cái đêm vừa qua, Chúa Giêsu và các tông đồ ăn lễ vừa qua. Và ăn lễ vừa qua đó, Chúa Giêsu đã diễn tả ý nghĩa của lễ vừa qua của Do Thái bây giờ áp dụng nơi Ngài. Ngài sẽ là Môi-se mới, con chiên tinh tuyền ngày xưa mà dân Do Thái giết, lấy thịt ăn rồi bôi máu trên cửa nhà, thì bây giờ chính Chúa Giêsu sẽ đổ máu mình ra, mà không chỉ là bôi, mà máu đó sẽ được đóng ấn vào tất cả các Kitô hữu, những người tin vào Ngài. Và khi được mang ấn là máu Chúa Giêsu, thì người Kitô hữu được Ngài giải thoát khỏi tội, khỏi chết trầm luân đời đời, và làm cho họ không chỉ trở nên Kitô hữu là bạn của Chúa Giêsu, mà còn trở nên con cái Thiên Chúa. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Chúa Giêsu đã dùng hai cái hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên là Ngài cầm lấy bánh. Đây là bánh là mình Thầy sẽ vì nộp vì các con, vì anh em. Đây là chén rượu, mà chén rượu này chốc nữa sẽ trở nên chén máu của Thầy, mà máu này sẽ là giao ước mới đổ ra để tha tội cho anh em và tha tội cho muôn dân. Vậy chúng ta thấy giao ước cũ, dân Chúa đã bất tín bất trung, mặc dầu họ cam kết rất là ngon nhưng họ đã phản bội. Còn bây giờ giao ước mới, Đức Giêsu Kitô đại diện cho toàn thể nhân loại, Ngài là Thiên Chúa mà Ngài làm người. Bây giờ ông Giêsu đây sẽ thay mặt toàn thể nhân loại, thay mặt cả dân Chúa để làm gì anh chị em? Để nói lên với Chúa Cha lòng trung thành của con người, mà tập trung nơi lòng trung thành của Đức Kitô, nói lên sự vâng lời của con người, mà vâng lời đây là nơi Đức Giêsu. Máu chiên bò Chúa không ưng, của lễ toàn thiêu Chúa không nhận, thì đây con đến để thực thi ý Ngài. Đức Giêsu đến và thực thi ý Ngài, mà thực thi ý Ngài đây cụ thể nơi bàn tiệc ly, và bàn tiệc ly này sẽ kết thúc nơi thập giá. Ngài sẽ đổ máu và nước ở trên thập giá để xóa tội trần gian và mang lại ơn cứu độ. Tôi và anh chị em thật là hạnh phúc, bởi vì chúng ta không chỉ là con Thiên Chúa, con của Thiên Chúa ba ngôi, mà còn là anh em của Chúa Giêsu nữa. Và còn hạnh phúc nữa là Chúa Giêsu đi với chúng ta suốt cả cuộc đời khi chúng ta sống, và ngay cả khi chúng ta lìa cõi đời mà về với Ngài trong nước của Ngài. Mấy hôm nay chúng ta thấy nhiều người đi bộ để theo Thầy Minh Tuệ, đi bộ không biết đi đâu. Nhiều người hỏi là không biết tôi đi theo Thầy để cái gì. Thầy trả lời là tôi không phải tu sĩ, tôi chỉ là biết về Đức Phật và biết Ngài là người mà dạy cho tôi cái phương pháp, mà phương pháp này là đem lại cái phúc, cái hạnh, cái lộc. Phương pháp này là từ là bỏ. Vậy chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã dạy chúng ta hơn cái điều đó nữa.
Ai theo Thầy hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo. Và thêm nữa, Ngài còn hứa cho những người theo Ngài là họ sẽ được một gia tài lớn lao ở trên trời, mà gia tài này không bị mối mọt, không bị rỉ sét, không bị trộm cướp lấy bất đi. Đố anh chị em, gia tài đó là gì anh chị em? Đó là tình yêu. Vì vậy mà trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu không để vàng bạc châu báu, không để gì hết, mà Ngài để cho các tông đồ: Thầy để lại cho anh em giới răn mới, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Vậy giao ước Chúa Giêsu lập là giao ước nối dài tình yêu, mà tình yêu đó xuất phát từ Thiên Chúa là Cha của Ngài, là tình yêu, và Ngài chính là hiện thân của tình yêu. Cha yêu nhân loại và Cha hằng ban cho nhân loại chứng tá tình yêu là con của Ngài, con duy nhất của Ngài là Giêsu Kitô. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Chúa Giêsu dâng bánh, Ngài làm cái gì? Đọc lời chúc tụng, tạ ơn rồi bẻ ra. Chính vì vậy mà thánh lễ được gọi là hy tế tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa yêu thương và tạo dựng nên con người. Tạ ơn Thiên Chúa vì yêu thương Ngài cứu độ con người, mà cứu độ con người đến nỗi cho con người, người con duy nhất của Ngài. Và người con đó không chỉ đến ở với con người, mà còn ở trong con người luôn, và cho con người được trở nên ở trong Thiên Chúa ba ngôi. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô nói: khi nâng chén tạ ơn, chúng ta được hiệp thông vào máu châu báu của Chúa Giêsu, và chúng ta trở nên một với nhau trong thân thể mầu nhiệm của Ngài. Những người theo sư Minh Tuệ vẫn còn ở ngoài, còn tôi và anh theo Đức Kitô thì được ở trong Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là cội nguồn và cùng đích của chân thiện mỹ, cùng đích của sự sống và sự sống đời đời. Vậy chúng ta theo Chúa Kitô, chúng ta không kết thúc nơi ba tấc đất. Chúng ta theo con người thì sẽ kết thúc ở đó, nhưng chúng ta theo Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ kết thúc bởi sự sống đời đời. Vì vậy mà chúng ta thấy khi tôi và anh chị em nằm xuống thì chúng ta hát bài Alleluia, Chúa đã sống lại rồi. Và khi chúng ta chôn giấu cái chết của chúng ta trong cái chết của Chúa Giêsu thì chúng ta được có một niềm hy vọng sẽ phục sinh vinh hiển với Ngài. Vì vậy thánh thể còn gọi là bí tích của sự sống đời đời. Ai hằng ngày đến với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể thì người đó đã được nuôi dưỡng bằng bánh thiên thần lẫn anh chị em à. Nghĩa là sự sống đời đời đã ẩn tàng nơi tâm hồn và cả con người của chúng ta, và chúng ta được sạch khỏi mọi tội lỗi. Vì vậy mà ai thường xuyên tham dự thánh lễ và rước thánh thể thì được tha các tội nhẹ, là vậy đó anh chị em ạ. Và khi chúng ta phạm tội trọng thì chúng ta nhớ phải xưng thú tội trọng đi, để chúng ta được xứng đáng đón nhận bánh thiên thần, mà bánh thiên thần đó vẫn tồn tại với chúng ta ở nơi trần gian này cho đến tận thế. Vậy hôm nay chúng ta mừng lễ mình máu Chúa Giêsu, chúng ta mừng hạnh phúc, mừng cuộc hôn phối, mà hôn phối đó giữa Chúa Giêsu và giáo hội, giữa Chúa Giêsu và tôi và anh chị em. Và kết thúc đỉnh cao của hôn nhân đó là trở nên một với nhau. Người chồng lấy người vợ trở nên một với nhau,
thì tôi và anh chị em khi chúng ta đón nhận mình máu Chúa Giêsu, chúng ta trở nên một với Ngài và một với nhau. Giáo hội sắp phong thánh cho thánh Curtis, người Ý 15 tuổi thôi. Ngài được một người gốc Ấn Độ giáo. Anh này con của một giáo sĩ cấp cao của Ấn Độ. Anh ta rất thông thạo về đạo Phật, về đạo Hindu, và anh ta ước mong trở nên một vị thầy tư tế của đạo Hindu ở Ấn Độ. Anh ta đã qua tu tập ở Ấn Độ rất lâu, mười mấy năm. Và vì thất nghiệp thì anh ta mới qua bên Anh làm thuê, và qua bên Ý nữa. Và bỗng anh ta gặp được gia đình Curtis và xin đến làm việc cho gia đình. Ban đầu thì anh ta rất xác tín về niềm tin Ấn Độ giáo của mình, nhưng anh ta thấy cái bé Curtis này hằng ngày cũng lên mạng, nhưng mà lên mạng để làm gì anh chị em? Để chia sẻ lời Chúa, để giúp các bạn trẻ cùng lứa tuổi chầu thánh thể ở trên mạng á. Thì anh ta mới hỏi Curtis là: ông Giêsu của bạn làm sao mà hấp dẫn vậy? Thì Curtis mới trả lời: tôi không trả lời, anh cứ thử liều mạng chầu thánh thể với tôi trên mạng đi, rồi anh sẽ thấy cái ông Giêsu này hấp dẫn cỡ nào. Chứ bây giờ tôi diễn tả thì anh không có tin đâu. Và anh này cũng liều mạng chầu thánh thể với Curtis ở trên mạng, và tiếp tục nghe các bạn của Curtis chia sẻ lời Chúa. Lúc đầu thì không hiểu, nhưng mà dần dà Curtis giải thích cho anh hiểu dần dần. Và nhất là cái đời sống bác ái của Curtis. Curtis tìm những cái đồ chơi mà còn tốt của mình ra công viên bán. Thì anh này mới hỏi: anh bán cái đó làm gì? Nói: tôi bán để góp cái quỹ giúp người nghèo. Vậy hai điều, đời sống đức tin của Curtis và đời sống bác ái của Ngài, đã làm cho anh chàng từ một người xác tín về đạo Hindu, đạo Phật của mình, đã trở lại đạo Công giáo. Và không chỉ vậy, cha mẹ của Curtis cũng nguội lạnh, bỏ nhà thờ, bỏ Chúa lâu năm, đã nhìn thấy cái lòng sốt sắng đạo đức người con của mình. Hai ông bà hoán cải trở về với Chúa. Vậy tôi và anh chị em, hằng ngày chúng ta đến nhà thờ, hằng ngày chúng ta tham dự thánh lễ, liệu sau giờ thánh lễ này chúng ta có dám, có mong ước trở nên như Curtis không? Trở nên chứng nhân của mình máu Chúa Giêsu qua đời sống đạo đức của chúng ta, qua đời sống bác ái yêu thương của chúng ta hay không? Amen.